Công ty vàng bạc đá quý, một mô hình kinh doanh chế tác xuất nhập khẩu vàng bạc, là lĩnh vực tương đối đặc thù phải được cơ quan quản lý nhà nước cấp giấy phép và tuân thủ quy chế quản lý ngoại hối của nhà nước. Công việc của kế toán trong công ty vàng bạc cũng sẽ phức tạp hơn các mảng khác nếu các bạn không nắm được quy trình hạch toán, xử lý phát sinh thường gặp trong mảng này. Hãy cùng Kế toán Việt Hưng tìm hiểu sâu hơn những nội dung của khóa học này nhé! Phần đầu kỳ, hướng dẫn từng bước khai báo dữ liệu, thiết lập hệ thống ban đầu cho loại hình doanh nghiệp này, cách kiểm tra khi tiếp nhận số liệu từ kế toán cũ chuyển sang. Phát sinh trong kỳ, thiết lập tạo mã thành phẩm, cách xây dựng định mức vật tư cho sản xuất gia công vàng bạc. Hướng dẫn lập lệnh sản xuất, xuất kho nguyên vật liệu. Hạch toán chi phí nhân công, công cụ dụng cụ, tài sản và các chi phí khác sao cho phù hợp với doanh thu của mảng thương mại, sản xuất và dịch vụ gia công. Đối chiếu xử lý âm kho, âm quỹ, chênh lệch số liệu và cách khắc phục trước khi tính giá thành. Phần cuối kỳ, hướng dẫn học viên kê khai đối chiếu các loại thuế, cách tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp khi làm tờ khai thuế trong công ty vàng bạc. Kiểm tra cân đối lại các chỉ tiêu trước khi lên báo cáo tài chính, chia sẻ cùng học viên những kinh nghiệm thực tế khi có thanh tra quyết toán thuế. Khóa học kế toán trong công ty sản xuất gia công vàng bạc tại Kế toán Việt Hưng được giảng dạy trên nền tảng học phổ biến nhất hiện nay với giao diện thông minh, dễ sử dụng. Một tính năng không thể thiếu của lớp học nhóm online là Zoom Meeting, nền tảng học trực tuyến độc quyền tại Kế toán Việt Hưng, và hướng dẫn cho học viên cách cài đặt các phần mềm phục vụ cho công việc của kế toán dưới dạng video. Trong quá trình học, mục checklist sẽ hỗ trợ các bạn tích chọn những nội dung đã được học. Các hoạt động của khóa học được chia nhỏ để học viên dễ dàng thao tác. Bởi đặc thù khóa học kế toán, các bạn sẽ phải học theo lộ trình từng phần. Mỗi một chứng từ sẽ là một video bài giảng hướng dẫn cụ thể, từ cách hạch toán đến những kiến thức mở rộng thực tế khi đi làm để phục vụ cho quá trình học và ôn tập của học viên. Cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu như bảng lương, hợp đồng, biên bản liên quan đến công ty sản xuất gia công vàng bạc, download về khi cần. Ưu điểm của khóa học là bài giảng được tích hợp đầy đủ tính năng, cập nhật những thông tư và nghị định, luật thuế mới nhất, giúp học viên tiếp thu kiến thức một cách trọn vẹn. Cuối mỗi khóa học, học viên đều có thể tự đánh giá kiến thức qua phần trắc nghiệm từ khó đến dễ, từ đó bạn sẽ hiểu rõ hơn về năng lực bản thân và có phương pháp học tập hiệu quả. Ngoài ra, hỗ trợ các học viên giải đáp mọi nghiệp vụ chuyên môn, trọn đời qua Messenger, Zalo và Hotline miễn phí. Sau khi hoàn thành khóa học, bạn sẽ nắm chắc nghiệp vụ kế toán, hiểu rõ đặc thù kế toán sản xuất gia công vàng bạc để biết cách kê khai và nộp thuế, tự tin xử lý thành thạo mọi phát sinh, nắm vững kỹ năng phân tích rủi ro thuế và cân đối số liệu khi lên báo cáo tài chính. Đến với Kế toán Việt Hưng, hoàn thành lộ trình học đạt yêu cầu, học viên sẽ được cấp chứng chỉ kế toán có giá trị trên toàn quốc. Khi bạn đắn đo về chi phí phải bỏ ra để theo một khóa học, thì khóa học kế toán sản xuất gia công vàng bạc là giải pháp hữu ích nhất dành cho bạn. Với những tính năng hiện đại nhất, thông minh nhất, nhưng mức học phí không đắt đỏ. Đăng ký khóa học ngay hôm nay tại ketoanviethung.vn để nâng cao kiến thức và không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội thăng tiến sự nghiệp nào nhé. Kế toán Việt Hưng, cùng bạn chinh phục kiến thức hàng đầu ngành kế toán.